kỷ, hay còn được gọi là rối loạn phổ tự kỷ ASD, là một tình trạng phức tạp bao gồm các vấn đề về giao tiếp và hành vi. Nó có thể liên quan đến một loạt các triệu chứng và kỹ năng. Ngày càng có nhiều trẻ em bị chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ hơn bao giờ hết. Nhưng những con số mới nhất có thể cao hơn vì những thay đổi trong cách chẩn đoán. Và sau đây là một số biểu hiện của tự kỷ. Thứ nhất, thiếu hụt những kỹ năng tương tác trong xã hội. Đây là vấn đề cơ bản của tự kỷ. Ví dụ như không biết chỉ tay, ít giao tiếp bằng mắt, kéo tay người khác khi cần, ít cử chỉ giao tiếp, không làm theo hướng dẫn, chơi một mình, không chia sẻ, chỉ làm theo ý thích của mình, hay là không để ý đến thái độ và tình cảm của người khác. Một số trẻ chẳng biết là ai, đến nơi mới nào cũng không để ý đến sự thay đổi của môi trường, nhưng lại cũng có không ít trẻ rất sợ người lạ, sợ chỗ lạ. Trẻ thường gắn bó và để ý tới đồ vật nhiều hơn là để ý tới mọi người xung quanh. Thứ hai là bất thường về ngôn ngữ. Chậm nói là lý do chủ yếu để cha mẹ đưa con đi khám bệnh, vì đó là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Hoặc là đã nói được, nhưng sau lại không nói nữa, hoặc là phát âm vô nghĩa. Dạy thì không nói theo, hoặc là nếu trẻ có nói được thì lại nói nhại lời, hay chỉ nói khi đòi ăn, đòi đi. Ngôn ngữ thụ động, không biết đặt câu hỏi, hoặc hỏi đi hỏi lại nhiều lần câu hỏi, không biết đối đáp hội thoại, không biết kể lại những gì đã chứng kiến. Giọng nói khác thường như là giọng lơ lớ, thiếu diễn cảm, nói nhanh, nói díu lời, hoặc là nói rất to. Thứ ba, những bất thường về hành vi, thói quen và ý thích thu hẹp. Hành vi định hình như là đi kiễng gót, quay tròn người, ngắm nhìn tay, nhìn nghiêng, lắc lư người, nhảy chân sáo, chạy vòng quanh. Những thói quen dập khuôn thường gặp như là đi về theo đúng một đường, ngồi đúng một chỗ, nằm đúng một vị trí, thích mặc đúng một bộ đồ, hay là luôn làm một việc theo đúng một trình tự. Rồi những ý thích bị thu hẹp như là cách chơi đơn điệu kéo dài, cuốn hút nhiều giờ xem TV quảng cáo, băng hình, điện thoại. Nhiều trẻ thậm chí còn ăn vạ, khóc lăn ra nếu như không vừa ý, do trẻ không biết nói hoặc là do thiếu kiềm chế. Có khoảng trên 70% trẻ tự kỷ có biểu hiện tăng động, không phản ứng với nguy hiểm. Thứ tư, nhiều trẻ bị rối loạn cảm giác do thần kinh quá nhạy cảm, như là sợ nghe thấy tiếng động to, sợ ánh sáng, sợ một số mùi vị, tai nhạy bén với âm thanh, sợ cắt tóc, sợ gội đầu, không thích ai sờ vào người. Và ngược lại, trẻ kém nhạy cảm lại có những biểu hiện như là thích sờ đồ vật, thích được ôm giữ thật chặt, giảm cảm giác đau, quay tròn người, gõ, ném các thứ tạo ra tiếng động, nhìn vật chuyển động hoặc phát sáng. Một số trẻ có khả năng đặc biệt như là có một số khả năng hay là trí nhớ rất cao, tính nhẩm nhanh, bắt chước động tác nhanh, nên dễ nhầm tưởng là trẻ quá thông minh. Một số dấu hiệu sau đây chỉ báo nguy cơ bị tự kỷ. Thứ nhất là khi 12 tháng tuổi, trẻ không nói bập bẹ, chưa biết chỉ ngón tay hoặc là không có những cử chỉ điệu bộ giao tiếp phù hợp. 16 tháng tuổi, chưa nói được từ đơn. 24 tháng tuổi thì chưa nói được câu hai từ hoặc là nói chưa rõ. Trẻ bị mất đi kỹ năng ngôn ngữ hoặc là kỹ năng xã hội đã có ở bất kỳ lứa tuổi nào. Khi lớn lên rồi thì một số dấu hiệu tự kỷ có thể thay đổi. Một số người có hành vi tự gây thương tích, ám ảnh, sợ hãi, lo âu. Hiện nay thì vẫn chưa có xét nghiệm sinh học đặc hiệu để chẩn đoán tự kỷ. Đi khám bác sĩ chuyên khoa, trẻ sẽ được làm số trắc nghiệm tâm lý để đánh giá phát triển tâm vận động, trí tuệ và trắc nghiệm về hành vi, cảm xúc, sàng lọc tâm lý, thăng đo mức độ tự kỷ. Có hai cách để phân loại các hội chứng tự kỷ. Thứ nhất là theo lâm sàng, thì có 5 loại. Tự kỷ điển hình bao gồm các dấu hiệu bất thường ở cả 3 lĩnh vực: tương tác xã hội, ngôn ngữ và hành vi, khởi phát trước 3 tuổi. Thứ hai là hội chứng Asperger, tự kỷ chức năng cao, kém tương tác xã hội, nói được nhưng giao tiếp bất thường, không chậm nhận thức, xuất hiện sau 3 tuổi. Thứ ba là hội chứng Rett, thường xuất hiện ở bé gái. Sự thoái triển xảy ra khi trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi, động tác định hình một tay, vẹo cột sống, đầu nhỏ, chậm trí tuệ ở mức nặng. Thứ tư là rối loạn phân rã tuổi ấu thơ, sự thoái lùi phát triển nặng xảy ra trước 10 tuổi.
Thứ năm là tự kỷ không điển hình, chỉ có bất thường một trong ba lĩnh vực và là tự kỷ ở mức độ nhẹ nhất. Ở cách phân loại thứ hai thì chúng ta sẽ dựa vào khả năng trí tuệ và phát triển ngôn ngữ. Sẽ có bốn loại. Thứ nhất là tự kỷ có trí thông minh cao và nói được. Thứ hai là tự kỷ có trí thông minh cao nhưng không nói được. Thứ ba là tự kỷ có trí thông minh thấp và nói được. Thứ tư, tự kỷ có trí thông minh thấp nhưng không nói được. Những trẻ có trí tuệ và có ngôn ngữ giao tiếp thì sau này lớn lên có thể sống tự lập, có việc làm phù hợp với năng lực. Tuy nhiên thì vẫn thường sống khép kín. Nhiều người tự kỷ nặng phải sống phụ thuộc vào gia đình. Có khoảng 50% trẻ tự kỷ ở thể điển hình có thể không nói được hoặc chỉ nói được rất ít ở tuổi trưởng thành. Chúng ta cần phân biệt tự kỷ với những vấn đề khác như chậm nói đơn thuần, câm, điếc, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn sự gắn bó, rối loạn tăng động giảm chú ý. Để phòng ngừa rối loạn tự kỷ, cần lưu ý đảm bảo thai sản an toàn cho người mẹ, hạn chế sinh con khi cao tuổi, tránh các yếu tố bất lợi của môi trường sống, quan tâm và tác động sớm tới trẻ trong chưa tương tác, vận động và phát triển giao tiếp. Có một số nguyên nhân về phát triển não bộ, yếu tố di truyền hay là môi trường sống có thể tác động và gây ra tự kỷ ở trẻ em. Ví dụ như là đẻ non dưới 37 tuần, cân nặng khi sinh thấp, ngạt hoặc là thiếu oxy não khi sinh, chấn thương sọ não, vàng da nhân não sơ sinh, chảy máu não, nhiễm khuẩn thần kinh như là viêm não, viêm màng não, nhiễm độc thủy ngân, bất thường về nhiễm sắc thể, bệnh di truyền theo gen hoặc nhóm gen. Môi trường sống ít có tác động lên sự phát triển của trẻ trong 24 tháng đầu. Hoặc là một số hóa chất, kim loại nặng có thể gây ra tổn thương não. Hội chứng tự kỷ phổ biến gấp 4 lần ở bé trai so với bé gái. Nó có thể xảy ra ở tất cả mọi người, thuộc mọi chủng tộc, sắc tộc hoặc nền tảng xã hội khác nhau. Nếu một người phụ nữ đang mang thai, tiếp xúc với một số loại thuốc hoặc hóa chất như rượu hoặc là thuốc chống động kinh, thì con của cô ấy có nhiều khả năng sẽ bị tự kỷ. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm các điều kiện trao đổi chất của mẹ như bệnh tiểu đường, béo phì cũng có thể gây ra tự kỷ ở đứa con. Chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ vẫn gặp khá là nhiều khó khăn bởi vì các bác sĩ chỉ có thể nhìn vào lịch sử phát triển và hành vi của trẻ để chẩn đoán thay vì là xét nghiệm y tế như là xét nghiệm máu. Rối loạn phổ tự kỷ có thể được phát hiện sớm ở 18 tháng tuổi hoặc là bé hơn. Đến 2 tuổi, chẩn đoán của một chuyên gia có kinh nghiệm có thể được coi là rất đáng tin cậy. Tuy nhiên thì nhiều trẻ em không nhận được chẩn đoán cuối cùng cho đến khi nhiều tuổi hơn. Một số người không được chẩn đoán cho đến khi họ là thanh thiếu niên hoặc là người trưởng thành. Sự chậm trễ này có nghĩa là trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ có thể không nhận được sự giúp đỡ sớm mà chúng cần. Và để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh tự kỷ thì chúng ta phải làm gì? Đó chính là giám sát phát triển và quan sát cách con bạn lớn lên và thay đổi theo thời gian. Liệu con bạn đã đáp ứng được các mốc phát triển điển hình trong chơi, học, nói, cư xử và di chuyển hay là chưa? Nếu bạn nhận thấy là con bạn không đạt được các mốc quan trọng đó, thì hãy nói chuyện ngay với bác sĩ hoặc y tá về những lo lắng của bạn. Bác sĩ và chuyên gia sẽ xem xét kỹ lưỡng bằng các bài kiểm tra hoặc thậm chí là nhiều bài kiểm tra để có thể đánh giá, sàng lọc kỹ lưỡng và chẩn đoán chính xác nhất xem trẻ có mắc chứng tự kỷ hay là không. Càng sớm thì càng tốt. Đó là điều quan trọng để đảm bảo trẻ nhận được các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để đạt được tiềm năng đầy đủ của chúng. Sức khỏe tâm lý càng ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Thậm chí tháng 4 còn được gọi là tháng tự kỷ của thế giới. Nó được coi là tháng nhận thức về chứng tự kỷ quốc gia tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì nhiều người đã ủng hộ và kêu gọi đúng đắn về nhu cầu tăng cường nhận thức về tự kỷ cuối năm, có nghĩa là không chỉ trong 30 ngày chọn lọc. Nhận thức về tự kỷ cũng đòi hỏi sự đồng cảm và hiểu rằng là tự kỷ là khác nhau đối với mỗi người. Một số phương pháp điều trị và liệu pháp có thể áp dụng cho một số người, nhưng không có nghĩa là cho tất cả những người khác. Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chuông chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.